Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình Hoàng đây và hôm nay mình sẽ đập nát chiếc TUF i5 này anh em ạ. Nhà bố i9 rồi. Ơ sao cái gì anh? i9 á? Bao tiền? 30 triệu. 30 triệu á? Laptop 30 triệu i9. Ui, anh em ạ, đây là chiếc laptop TUF F15 năm 2023 này. Và trong này nó sẽ có một chiếc màn hình nào 15.6 inch 144Hz, cấu hình RTX 4060 tận 140W, tức là con số cực là cao được Nvidia chứng nhận, tức là chiếc card 4060 mạnh nhất bây giờ rồi đấy. Nhưng quan trọng nhá, trong này nó còn có một chiếc CPU i9-13900H với tổng cộng là bao nhiêu? 14 nhân à hay 16 nhân ấy? 16 nhân 20 luồng thì phải, một con số rất là lớn. Vậy tính ra chiếc laptop này có thể tiêu thụ đến tới là 250W nếu max speed. Thế thì làm sao mà tản nhiệt được nhờ, đúng không? Đấy vẫn là cái vấn đề mà mọi người luôn luôn quan tâm. Liệu rằng một chiếc laptop giá rẻ như này nó có tản nhiệt được không? Câu trả lời nó là cái định kiến rồi anh em ạ. Mọi người luôn nghĩ rằng là một chiếc laptop giá rẻ như này sẽ không thể nào tản nhiệt được. Nhưng mà bây giờ hãy cùng test thực tế xem nó có như thế không nhá. Ok, thì hiện tại trước mặt mình đây là chiếc laptop Asus TUF F15, chính xác hơn mẫu của nó là FX507VV. Em này thì có i9, có 14 nhân nhé, mình sửa lại như thế, 6 nhân P, 8 nhân E, tổng cộng là 20 luồng, 16GB này, màn hình 15.6 inch, Full HD, 144Hz, 100% giải mode sRGB, có cả Max Switch, có cả G-Sync và có cả Nvidia Optimus luôn. Nào thì thêm 512GB ổ cứng SSD và chiếc cảm biến 4060 ở có thể chạy được ở 140W. Rất là xịn sò đúng không? Nhưng mà quan trọng đó chính là mức nhiệt của em này như thế nào. Thì mình sẽ xin phép test với anh em ở rất nhiều các tựa game và một số phần mềm. Nhưng mình sẽ chỉ cho một vài gọi là thông số chuẩn chuẩn một chút thôi nhá. Một cái gì đó nhá. Rồi, hãy bắt đầu bằng CS:GO đi. Thì như anh em thấy ấy, CS:GO nó không tốn quá là nhiều điện, nó không tốn quá là nhiều gọi là các màn hình. Thế nên là mức xung của nó vẫn chót vót, nhưng mà nhiệt thì mát vô cùng anh em ạ. Chỉ khoảng tầm có 60-70 độ thôi, mát thật đấy, thực sự rất là mát luôn. Rồi, ok, CS:GO xong rồi nhá, tăng độ khó đây. Mình sẽ chuyển sang Shadow of Tomb Raider nhá. Trong Shadow of Tomb Raider ấy, thì công nhận là đã dùng full card rồi, công nhận là đã lên nhiệt độ rồi. Nhưng thực sự mà nói nhá, nó vẫn chỉ khoảng tầm 75 độ thôi. Quá đỗi là mát cho một chiếc card 4060 nằm trên laptop, nó có thể tốn lên tới là 140W điện anh em nhá. Rồi, làm nữa đây nào, thêm Cyberpunk nào. Cyberpunk 2077, cũng chả nóng lắm, điêu nhở. Vẫn có mỗi 74 độ anh em ạ, chỉ có 74 độ thôi, chỉ như vậy thôi anh em ạ. Thôi, no nha, firm mark đi, quả này mà không 100 độ hơi phí. Bây giờ mình test firm mark và nó vẫn chưa lên 100 độ anh em ạ. Nó là kiểu gì nhỉ, nó vẫn chỉ khoảng tầm dưới 80 độ thôi. Nghe hơi điêu đấy, thực sự nhá, thực sự mà nói này. Đây là một mức nhiệt độ cực kỳ là mát đối với cả một chiếc 4060, đặc biệt là một chiếc 4060 trên laptop, và đặc biệt hơn nữa là một chiếc 4060 có thể hút được tới là 140W điện. Rất là ấn tượng đúng không? Nhưng tiên rồi, cuộc sống này không có gì màu hồng cả. Cái tản nhiệt của chúng ta đây có một điểm yếu, đó chính là điểm yếu về CPU. Điểm yếu về CPU đó chính là chiếc CPU i9. Khi mà mình test với cả i9, chiếc i9-13900H này với cả phần mềm Cinebench R23 thì mức nhiệt độ khi này chạm một phát lên 90 độ luôn. Một phát thôi, một throttling luôn. Khi đó thì mức xung nó bắt đầu từ xung boost cũng giảm dần xuống khoảng 1.3 chấm mấy thôi. Nhân E cũng như vậy, chỉ còn có hơn 3.1 tỷ thôi. Thực sự là một con số không quá là cao. Nó vẫn là vừa phải phải, nhưng nó không quá là cao anh em nhé. Cái sự giới hạn như vậy là do là chúng ta đang bị giới hạn về nhiệt độ khi mà đi qua với cả CPU. Thì tại sao như thế? Tại sao như vậy nhỉ? Có một lý do tại sao, đó chính là hệ thống tản nhiệt của em này. Hệ thống tản nhiệt của chiếc TUF F15 này rất là tốt. Nếu mà anh em nhìn nhá, anh em nhìn vào trong cái hình của nó này thì anh em có thể thấy rằng là nó có tận là 5 ống đồng với cả 2 quạt tản nhiệt. 5 ống đồng này để xi xuyên suốt chiếc máy tính của chúng ta, đi chạy suốt máy tính chúng ta để làm mát mọi thành phần. Và Asus TUF đã được nhường cho cái chiếc 4060 3 ống đồng, còn chiếc CPU chúng ta là 2 ống đồng. Nếu mà tính ra ấy, thì nó khá là ngon, khá là hay. Đây là một cái chiếc bộ tản ưu tiên cho những chiếc cảm biến hình. Có thể đút vào đây 4070 nhiều khi vẫn chạy mê ly, êm dịu, không vấn đề gì cả. Nhưng cái ống 2 ống đồng dành cho CPU nó chỉ tốt khi chúng ta dùng với cả i3, i5 hoặc cùng lắm là i7 mà thôi. Nhưng mà chúng ta đang có ở đây là i9 anh em ạ, i9 nhá, 14 nhân 20 luồng em nhá. Một con số rất là lớn cho một chiếc laptop mức giá rẻ như vậy, mà đặc biệt là con card màn hình ở của chúng ta có thể hút được tới 140W điện tùy vào các tác vụ. Chứ trong bình thường chơi game thì tất nhiên rồi, nó chỉ tốn vào tầm 80-90 thôi, hoặc là tầm 100 thôi, chứ không đến mức kiểu 140 vọt lên như thế. Thế nên là mình nghĩ rằng nhá, nếu mà bây giờ anh em mua chiếc laptop này thì thực sự mà nói là những anh em nào có công việc chính thức, những công việc mà chuyên dụng, những công việc mà đặc thù liên quan tới CPU
thì nên mua. Bởi vì sao? Nó có một chiếc CPU rất là cao. Mà đặc biệt nữa nhá, là con CPU này nó vẫn có thể làm được tất cả việc. Ok chưa? Đặc biệt là những cái việc burst, như kiểu là anh em làm Photoshop, anh em làm Premiere Pro, anh em làm After Effects. Đấy, những cái công việc mà còn cần những cái súng burst lên một chút, nhảy vọt lên một chút thì em này có thể cân được. Tất nhiên nhiệt độ của nó cũng không quá là mát mẻ đâu nhá. Nó vẫn ở hơi mức nóng nóng một chút, nhưng mà khi mà sờ vào trên tay này thì mình không thấy nó nóng được đến thế đâu. Bởi mặc dù là em này cấu trúc rất là nhiều phần bằng kim loại, nhưng mà khi mà mình sờ vào, khi mà test ấy thì nó không nóng được như vậy nhá. Rồi, vậy thì nếu mà anh em chọn nhá, chọn em này nhá. Nếu mà anh em chọn em này để làm cho gaming nhá, nếu mà mua laptop F15 này để gaming thì mình khuyên rằng anh em nên mua những bản thấp hơn. Hiện tại ở đây mình có thấy đó chính là một bản bản i7. Anh em nên xuống bản i7 đấy, bởi vì em i7 sẽ có 40, vẫn có 4060 như vậy, nhưng mà đã giảm i7 xuống, giảm xuống i7 là chỉ còn có vẫn 14 nhân à. Vẫn 14 nhân anh em ạ, nhưng mà xung thì nó không cao bằng, được không? Xương nó không cao bằng thì dẫn tới việc nhiệt độ của chúng ta sẽ thấp hơn một chút. Và nên lựa chọn phiên bản i7 hơn là phiên bản i9. Mức giá của i7 cũng thấp hơn i9 một chút, tức là vừa với cả túi tiền của anh em hơn, hợp lý với những anh em nào đang chuẩn bị vào trường, chuẩn bị đi học, chuẩn bị đi vân vân và mây mây anh em nhé. Còn nếu mà anh em vẫn hứng thú với cả phiên bản i9 ấy, thì mình sẽ để link ở dưới mô tả anh em nhé. Chiếc laptop Tuf này là một trong những chiếc laptop có card Nvidia mạnh nhất, mà được chính Nvidia công nhận luôn nha. Nếu mà thích thì mình sẽ để link ở dưới mô tả. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe nhé. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.